Xin chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 15 tháng 11 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, đầu giờ chiều nay 15 tháng 11, bão số 13 đã đổ bộ vào khu vực Quảng Bình, Nam Hà Tĩnh. Hiện bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi sâu vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trong từ 6 đến 12 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp ở trên khu vực Trung Lào. Do ảnh hưởng của bão, trong chiều và tối nay, ở vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 11, sóng biển cao từ 3 cho tới 5 mét, biển động mạnh. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 cho tới 4 mét, biển động mạnh. Trên đất liền từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật tới cấp 11. Về tình hình mưa thì từ chiều nay đến sáng mai, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa từ 50 cho tới 100mm, có nơi trên 150mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ có mưa vừa mưa to, với lượng mưa từ 40 đến 80mm. Bà con nơi đây cần cảnh giác cao với nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Còn với khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mưa có xu hướng giảm dần và thời tiết vẫn có sự phân hóa khi các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận có nắng gián đoạn vào trưa chiều. Nền nhiệt toàn vùng dao động trong khoảng từ 26 cho tới 29 độ. Thưa bà con, với diễn biến thời tiết như vậy có thể làm sức đề kháng của vật nuôi giảm xuống và tạo điều kiện cho nhiều loại virus gây bệnh cúm AH5N6 phát triển, tấn công đàn gia cầm. Đây là loại virus có độc lực mạnh, bệnh có tốc độ lây lan rất nhanh, làm chết hàng loạt gia cầm ở nhiều loài khác nhau như là gà, vịt, ngan hay là chim cút, gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng cho người chăn nuôi. Vì vậy, để giảm thiểu nguy cơ cho đàn gia cầm thì bà con cần lưu ý, triển khai tốt các biện pháp phòng chống như sau. Số gia cầm mới mua về cần được nuôi nhốt cách ly và theo dõi sức khỏe ổn định mới cho nhập đàn. Sau đó, bà con khẩn trương tiến hành tiêm đầy đủ vaccine phòng bệnh cúm cho gia cầm theo hướng dẫn của cán bộ thú y. Trong quá trình chăm sóc thì bà con chú ý là tăng khẩu phần dinh dưỡng, nước uống sạch sẽ để đàn vật nuôi tăng cường sức đề kháng. Hạn chế người ra vào vùng dịch. Trước và sau khi vào chuồng trại, khu vực chăn nuôi, người nuôi phải vệ sinh chân tay bằng xà phòng diệt khuẩn. Hàng ngày thu gom xử lý chất thải chăn nuôi, định kỳ triển khai phun thuốc tiêu độc, sát trùng khu vực chuồng trại cũng như là các dụng cụ chăn nuôi nhằm hạn chế mầm bệnh. Trường hợp thấy vật nuôi có biểu hiện bất thường thì bà con cần báo ngay cho cơ quan thú y hay là chính quyền địa phương để kịp thời có phương án xử lý, kiểm soát tình hình. Tuyệt đối là không giấu dịch, cố bán gia cầm bị bệnh, vứt xác gia cầm chết ra môi trường. Tiếp tục với thông tin thời tiết ở Tây Nguyên và Nam Bộ, trong vài ngày tới đều ổn định với thời tiết nắng ráo vào ban ngày, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 25 đến 28 độ tại Tây Nguyên và từ 30 cho tới 33 độ tại Nam Bộ. Về cuối ngày có mưa dông với lượng không nhiều nhưng vẫn tiềm ẩn khả năng bất chợt xuất hiện thời tiết cực đoan, bà con nên kết thúc công việc trước thời điểm này để đảm bảo an toàn. Và tiếp theo mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Riêng đêm và sáng cục bộ có mưa vừa mưa to, trời lạnh, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, có nơi thấp hơn. Nhiệt độ cao nhất là từ 24 cho tới 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông. Riêng đêm và sáng cục bộ có mưa vừa mưa to, trời lạnh, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 17 cho tới 20 độ, vùng núi có nơi thấp hơn. Nhiệt độ cao nhất là từ 22 đến 25 độ, có nơi thấp hơn. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất là từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 22 cho tới 25 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc, từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, đêm và sáng có mưa rải rác, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 26 đến 29 độ, ở phía Nam có nơi cao hơn. Khu vực vùng cao Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa vài nơi, ngày nắng gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất là từ 17 đến 20 độ, có nơi thấp hơn, nhiệt độ cao nhất là từ 25 đến 28 độ, có nơi cao hơn. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất là từ 23 cho tới 26 độ, cao nhất trong khoảng là từ 30 cho tới 33 độ. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.